các thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đều ghi nhận những tín hiệu tích cực, trong đó nổi bật phải kể đến Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 506.000 tấn, đạt 292,5 triệu đô la Mỹ. Theo Bộ Công Thương, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đang ở mức cao trong những năm vừa qua và cơ cấu lại gạo xuất khẩu cũng chuyển biến tích cực. Hiện sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tăng trưởng ở các thị trường tiềm năng như Chile, Singapore. Đặc biệt, gạo Việt Nam cũng đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường EU và có sự tăng trưởng 11% so với năm ngoái. Để duy trì mức tăng trưởng trên, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp cần duy trì ổn định chất lượng gạo, theo sát yêu cầu với chất lượng, an toàn thực phẩm của từng thị trường,